Từ nay đến cuối năm, tình trạng buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ gia tăng mạnh. Do đó, lực lượng hải quan sẽ tăng cường, tập trung kiểm soát, thanh kiểm tra, đánh giá phân luồng hàng hóa vào các tuyến trọng điểm nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng này. Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đánh giá, tình hình hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đang có chiều hướng gia tăng dần từ đầu tháng 11 với tính chất phức tạp và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, đặc biệt vận chuyển trái phép hàng hóa ma túy qua đường hàng không bưu điện chuyển phát nhanh ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp khó lường các đối tượng thường cất giấu ma túy trong quả biếu tân dược sữa hộp và ngụy trang bằng vô vàn cách khác nhau Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các giải pháp nghiệp vụ, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước cũng như mở rộng hợp tác quốc tế để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đường dây buôn lậu, triệt phá các ổ nhóm đối tượng cầm đầu hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.